Có chị nào mà phẩm về bên của nhân sâm Canon Vita thì em sẽ nói rõ hơn một chút. À, chị Hạnh Tây Ninh chưa biết, chờ nhận quà của Canada. Dạ vậy chị ơi, chị cố gắng là ở lại đến cuối phòng Zoom, và hôm nay thì cũng có rất là nhiều những cái phần quà mini game á mà PDB sẽ dành tặng cho các anh chị đối tác của mình để trải nghiệm. Và cũng có thể là biết đâu đến cuối giờ thì mình lại có một cái chương trình flash sale nho nhỏ nào đó để tri ân tất cả các anh chị. Vì vậy các anh chị hãy ở lại đến phút cuối để cho mình không khí phòng Zoom của mình nó được sôi nổi, cũng như là mình có cơ hội để nhận quà của từ PDB chị nhá. Là em xin phép được chia sẻ slide của ngày hôm nay. Thì em xin giới thiệu lại là Canon Vita là công ty có trụ sở tại Ontario, Canada, và đây là một công ty trồng có farm trồng nhân sâm và sản xuất nhân sâm tại Canada, và Canon Vita là thành viên của Hiệp hội trồng nhân sâm Canada, và cũng là công ty nhân sâm Canada đầu tiên đưa nhân sâm vào thị trường Việt Nam. Tại trên kệ Robby thì hiện tại là Canon Vita đang phân phối những cái dòng nhân sâm rất là tự nhiên cũng như là nguyên củ ở trên kệ Robby, và các sản phẩm của Canon Vita thì luôn hướng tới là cái dòng sản phẩm tự nhiên nhất cũng như là những cái giá thành tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Về cái ưu điểm vượt trội của Canon Vita thì nó có cái sự đặc biệt về thổ nhưỡng, về khí hậu cũng như là nguồn nước, tại vì là khắp Canada thì có một cái vùng rất là nhỏ để có thể trồng được nhân sâm, đó là vùng Ontario nằm ở phía đông nam của Canada, và cái đặc thù về cái thổ nhưỡng ở bên này thì khí hậu nó rất là mát mẻ về mùa hè cũng như là về mùa đông, thì nó có những cái lớp băng tuyết, vì vậy là nó phù hợp với lại cái thổ nhưỡng của cái giống sâm Bắc Mỹ khi mà trồng tại khu vực này, và đặc biệt là cái nguồn nước tự nhiên tại cái khu vực này nó rất là sạch và phù hợp để mà có thể là trồng nhân sâm, bởi vì là nhân sâm vốn dĩ là một cái loại cây nó rất là khó trồng. Rất khó trồng khi mà không được chăm sóc đúng như là điều kiện về nhiệt độ cũng như là nguồn nước theo từng mùa thì nhân sâm sẽ không thể lớn được. Và đặc biệt là nhân sâm Canada nói chung và nhân sâm của công ty Canadian Vita nói riêng á, khi mà trồng lên thì cái củ nhân sâm nó sẽ không thể nào to được như những cái củ nhân sâm châu Á, bởi vì nhân sâm Canada được trồng hoàn toàn một cách tự nhiên, chỉ bằng những cái dựa vào cái thổ nhưỡng, cái khí hậu và cái nguồn nước sạch thôi, chứ không có những cái chất kích thích hay là tăng trưởng. Vì vậy là cái củ nhân sâm thực ra là chỉ khoảng bằng 2/3 khi mà lớn nhất cái củ, những cái củ nhân sâm đủ 5 năm tuổi. Những củ nhân sâm mà to nhất, đầy đủ dưỡng chất nhất thì cũng chỉ là kích thước size lớn chỉ bằng 2/3 cái củ nhân sâm của châu Á thôi. Và cái tất cả những sản phẩm của công ty chúng em thì được sản xuất bởi một công ty Canada tự trồng và chế biến nguyên liệu nhân sâm. Vì vậy là tất cả các khách hàng có thể tin tưởng là đây là một cái sản phẩm nhân sâm thật 100% từ Canada, và tất cả các sản phẩm này thì được nhập khẩu nguyên hộp từ Canada về Việt Nam. Và Canon Vita thì cũng là một công ty có bề dày về thương hiệu rồi, và hiện tại thì đang phân phối rất là nhiều trên các hệ thống bán lẻ như là Costco hay là Walmart tại Canada, và sản phẩm của nhân sâm Canada Canon Vita đã xuất khẩu trên 30 quốc gia trên thế giới. Về các sản phẩm của Canon Vita thì cũng đạt rất là nhiều những cái chứng nhận chất lượng của các quốc gia như là Mỹ, Canada, Dubai cũng như là thị trường Việt Nam, các chứng nhận như là SQF cấp độ 2 hay là chứng nhận CTEP hoặc là chứng nhận GACP. Đây là một cái chứng nhận về cái nguồn gốc tự nhiên thuần thực vật của sản phẩm, và vì vậy là tất cả những cái yếu tố này thì các anh chị hoàn toàn có thể tự tin để mà mình đi kinh doanh dòng sản phẩm của nhân sâm Canon Vita, là một sản phẩm nhập khẩu và có đầy đủ chất lượng cũng như là có bề dày về cái lịch sử của công ty khi mà sản xuất và là phân phối nhân sâm đối với lại cho rất là nhiều những cái đối tác lớn ở trên thế giới. Về cái điểm khác biệt của nhân sâm Canon Vita thì do cái đặc thù của cái dòng sâm Bắc Mỹ, sâm Canada thì nó lại là tính hàn, tính mát. Vì vậy là cái nhân sâm này có thể dùng được cho người cao huyết áp,
và nhân dân Canada có thể sử dụng hàng ngày như một cái loại thực dưỡng bổ dưỡng mà nó không gây nóng trong. Các anh chị có thể sử dụng hàng ngày, hàng tuần, thậm chí là hàng năm luôn nếu mà mình có điều kiện, và hoàn toàn không có một cái tác dụng phụ nào giống như gây mẩn, ngứa, nóng trong hay là mình cảm thấy hừng hực ở trong người giống như là khi mà mình sử dụng nhân sâm châu Á. Khoảng vài tháng thôi là mình đã phải ngưng rồi, bởi vì nó sẽ có cái cảm giác nó gây nóng và gây cho cảm giác giống như là có lửa ở đằng sau những cái xương sống của mình. Vì vậy là nếu mà trong điều kiện mà mình muốn sử dụng nhân sâm như một cái loại chất bồi bổ cho cơ thể thì nhân sâm Canada là một cái sản phẩm phù hợp để các anh chị có thể lựa chọn. Và Canon Vita thì có cái quy trình sản xuất rất là nhất quán để đảm bảo an toàn cùng với tiêu chuẩn sản xuất chặt chẽ, nên là nhân sâm Canon Vita luôn đạt tiêu chuẩn rất là cao về chất lượng. Và cái hàm lượng ginsenoside là một cái hợp chất quý trong nhân sâm của Canon Vita thì cao gần gấp đôi so với lại nhân sâm châu Á. Và ở như cái bảng mà về phân tích cái tỷ lệ phần trăm của ginsenoside thì các anh chị có thể nhìn thấy là nhân sâm mà trồng tại vùng Ontario thì cái mức tỷ lệ ginsenoside nó lên tới 9,56%, và nó cao hơn rất là nhiều khi mà trồng sâm ở những cái vùng nhân sâm khác. Khi mà đây là cái định lượng khi mà mình tính ở trên cùng một cái lượng nhân sâm như nhau. Và nhân sâm Canon Vita thì có đầy đủ tất cả những cái về công bố chất lượng cũng như là phiếu phân tích về kết quả kiểm nghiệm về cái sản phẩm nhân sâm, hoàn toàn là đạt tiêu chuẩn, không có những cái vi sinh vật hay là những cái chất có hại cho cơ thể của con người. Và tất cả những cái bản chứng nhận sản phẩm này thì đều được chứng nhận mà và được công bố từ công ty cũng như là sự bảo chứng chứng thực từ các cơ quan của Việt Nam giống như là Bộ Y tế hay là Cục An toàn về Thực phẩm. Và cái chủ đề ngày hôm nay em muốn chia sẻ sâu hơn một chút đối với anh chị, đó là cái chủ đề về trẻ hóa cơ thể cùng nhân sâm. Nhân sâm thì từ trước đến nay thì mọi người đều biết nó là một cái loại thảo dược rất là quý hiếm và khó trồng, và cái tên khoa học của nó là Panax quinquefolius. Đây là một trong bốn cái loại nhân sâm quý, nó nằm trong đứng đầu trong những cái vị thuốc và cái vị thảo dược khi mà muốn sử dụng để bồi bổ từ ngàn xưa đến nay, đó là sâm nhung quế phụ. Khi mà cơ thể con người mình mà muốn tìm một cái loại thảo dược gì đó để mà bồi bổ thì ngay đầu tiên, việc đầu tiên mình sẽ nghĩ đến đó là dùng sâm. Nhưng mà từ trước đến nay thì gần như là người Việt Nam mình nói chung thì chỉ biết đến dòng sâm châu Á thôi, và một vài năm trở về đây thì mới biết đến cái dòng nhân sâm Canada là một cái dòng sâm cực kỳ tốt và cực kỳ mát, mà có thể thay thế cho nhân sâm châu Á, và với cái giá thành mà cực kỳ là ưu đãi từ bên PDB Channeling khi mà trợ giá cho các anh chị khi mua. Và nhân sâm thì đã được sử dụng, theo các tài liệu thì đã được sử dụng từ cái thời của Dương Quý Phi. Dương Quý Phi là người đã hiểu được những cái công dụng thần kỳ mà nhân sâm mang lại, nên là đã sử dụng nó như một cái loại thuốc thần dược để giữ gìn nhan sắc mỗi ngày. Ngoài việc thì ngậm một chỉ nhân sâm vào mỗi sáng thì Dương Quý Phi còn được còn sử dụng nhân sâm để đắp mặt nạ, cũng như là giúp giữ mãi cái hình như là bị Tâm An bị rớt mạng rồi đúng không các anh chị? Các anh chị có thấy vậy không các anh chị? Tự nhiên đang nói sao đâu mất tiêu rồi. Như là đang có gặp sự cố rồi. Bây giờ thấy bị rớt ra ngoài rồi. Rồi và như vậy á, thì chắc cúp điện rồi, tự nhiên thấy rớt ra ngoài. Giờ thấy chị Hạnh nè. Trong khi á, là chờ đợi bạn Tâm An vào á, thì nãy giờ có anh chị nào á, là mình chưa điền cái phần mini game cho các anh chị. Minh Giàu đang nói mà chắc tự nhiên á là cúp điện ngang hông đó. Thì bây giờ Sương cũng chỉ cho các anh chị á, là mình sẽ điền ha, và các anh chị chờ một trong vài phút nữa để Tâm An vào ha các anh chị. Trưa nay á, thì Sương gửi cái đường link mini game, và các anh chị mình lưu ý là các anh chị mình điền một lần thôi nha các anh chị. Có nhiều chị anh chị là mình điền 2-3 lần luôn các anh chị. Và khi mà các anh chị điền 2-3 lần như vậy thì trên hệ thống nó sẽ xóa cái tên các anh chị luôn. Đó thì rất là tiếc nếu mà các anh chị mình không có. Rồi thấy Tâm An vào rồi. Sao vậy em? Em xin lỗi
Tại vì cái mạng ở bên em hôm nay chắc là nhiều người sử Rồi rồi. Rồi em nói tiếp đi. quá. Chị nhìn thấy màn hình em chia sẻ chứ chị? Được rồi, nghe cái lúc Dương Quý Phi nghe hay quá trời. Dạ. À, dạ. Dương Quý Phi là một trong những tứ đại mỹ nhân của Trung Hoa. À, vì vậy là đây là cái tài liệu em đã sưu tập được, là trước đây là Dương Quý Phi sử dụng nhân sâm rất là đều đặn trong mỗi ngày để mà giúp duy trì cái vẻ đẹp của Dương Quý Phi. Và cái nhân sâm nó có cái tác dụng rất là tốt cho làn da, là bởi vì nó chứa cái hàm lượng lớn saponin. Đây là cái chất mà hợp chất quý làm nên cái giá trị của nhân sâm. Và saponin là cái chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, và khi mà nó thâm nhập vào da thì nó sẽ tìm đến các gốc tự do để tiêu diệt các gốc tự do ở trong da và bảo vệ cái cấu trúc da khỏi tổn thương, để mà làm trì hoãn cái quá trình lão hóa da. Đặc biệt là saponin còn thúc đẩy cái quá trình tái tạo máu và tăng cường tuần hoàn máu, làm cho cái làn da của mình nó căng hồng và rạng rỡ khi mà sử dụng đều đặn và thường xuyên. Và cái tác dụng của nhân sâm nữa là cái tác dụng này nó là chống lão hóa. Cái thảo dược, khi mà mình sử dụng nhân sâm vào cơ thể thì thảo dược này nó có khả năng trẻ hóa, là bằng cách là nó giảm stress, chống oxy hóa, và ngoài ra nó còn giảm sự tấn công của các gốc tự do và bảo vệ collagen, ức chế hình thành cái của các nếp nhăn và giữ ẩm cho da. Và cái đặc biệt là nhân sâm Canada nó chứa cái hàm lượng chất RB1 và RG1 rất là cao. Đây là một cái hợp chất giúp cho ổn định tinh thần, chống stress, chống trầm cảm. Và đặc biệt là các bác sĩ đã sử dụng nhân sâm Canada trong cái trường hợp mà bệnh nhân mà có cái rối loạn, mà dấu hiệu mà giống như kiểu bị tăng động, là bác sĩ có sử dụng nhân sâm để cho bệnh nhân có thể ổn định được. Và khi mà sử dụng các sản phẩm nhân sâm Canada thì đặc biệt là tốt cho các trường hợp giảm stress, và khi mà mình không có căng thẳng, không có mệt mỏi, thì đồng thời là các nếp nhăn ở trên cái da của tất cả chị em hay là tất cả của mọi người nó đều là căng bóng lên. Và đó là lý do tại sao khi mà mọi người sử dụng cái nhân sâm một thời gian đủ lâu, đủ tốt, thậm chí là có thể kéo dài vài chục năm ấy, thì cái làn da và nó rất là bóng và rất là đẹp luôn. Và đây là trước đây thì em cũng đã từng tiếp xúc với lại rất là nhiều khách hàng đã từng sống tại Canada và họ sử dụng nhân sâm hơn 30 năm rồi, như một cái loại mà thực dưỡng hàng ngày trong cái bữa ăn của họ. Thì chú đó đã khoảng 70 tuổi, nhưng mà nếu mà nhìn bên ngoài thì chỉ khoảng có như 50, 50 đến 55 tuổi thôi, làn da rất là đẹp. Và thậm chí có một số mà mình nhìn ở trên mặt mà nó còn bóng hơn cả là làn da của mình, mà kém hơn chú mấy chục tuổi luôn. Và cái nhân sâm á, là nhiều cái nghiên cứu cũng chứng minh được rằng là nhân sâm có khả năng nó nuôi dưỡng cái tế bào da, giúp các tế bào da khỏe hơn, tăng tuổi thọ để mà trẻ hóa cái làn da, tăng sức sống cho làn da rạng rỡ, từ đó là cân bằng chuyển hóa, giúp làm giảm mệt mỏi và làm cái làn da mình nó khỏe mạnh hơn. Và vì vậy là những người mà sử dụng nhân sâm để mà giúp trẻ hóa làn da cũng như là đồng thời làm tăng cái cường cái sức đề kháng, thì mình có thể sử dụng nhân sâm như một cái lợi ích kép để mà mình sử dụng hàng ngày luôn. Và nhân sâm nó giúp thải độc và đàn hồi da. Và khi mà mình sử dụng nhân sâm đều thì nó sẽ giảm nhanh rất là nhiều các hiện tượng khô sần cũng như là bong tróc ở trên làn da của mình, kích thích sản sinh các collagen và các elastin mới để khôi phục lại cái làn da săn chắc, cũng như là các lớp đàn hồi ở trên da và lấp đầy các nếp nhăn, thải độc các độc tố trong da, giúp da láng mịn hơn, ngăn ngừa mụn trứng cá và giúp duy trì cấu trúc collagen vững chắc và hạn chế da không bị lão hóa, để đảm bảo cho cái làn da trẻ đẹp không tuổi. Và trên hình thì các anh chị cũng thấy đây là ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ hiện tại thì cũng là hơn 50 tuổi rồi, nhưng mà khi mà là cũng là một khách hàng trung thành của dòng nhân sâm Canon Vita, nhưng mà anh sử dụng nhân sâm và thì nếu mà mình gặp ở bên ngoài thì thấy làn da của Nguyễn Phi Hùng rất là trẻ đẹp luôn, mặc dù là một người đàn ông nhưng mà rất biết chăm sóc cho cơ thể của mình từ bên trong đến bên ngoài. Và Nguyễn Phi Hùng cũng là một cái ca sĩ khách mời cũng như là khách hàng góp mặt trong rất là nhiều những cái buổi khai trương cũng như là những event sự kiện. Khi mà Canon Vita lên tiếng mời thì anh luôn là một đại sứ thương hiệu rất là năng nổ khi đến để mà có thể là chia sẻ những trải nghiệm của mình cũng như là hát tặng mọi người những bài hát trên cương vị là một ca sĩ.
Và vì sao nhân sâm Canada có thể làm được cái điều mà giúp trẻ hóa cơ thể là bởi vì cái nhân sâm Canada nó có rất là nhiều những cái vitamin khoáng chất, và đặc biệt là nó chứa rất là nhiều cái tỷ lệ chinsenoside, chất RB1 và RG1 ở trong nhân sâm. Và nhân sâm nó chứa rất nhiều chất như là protein, chất béo, carbon hydrate, chất xơ và hàng loạt những cái vi chất có lợi cho cơ thể con người như là kali, canxi, phosphor, magie, và đặc biệt là một cái chất chống gốc oxy hóa để chất chống tự do là bên trong là thành phần chính, nó có thể giúp cho nhân sâm nó tăng cường cái sự đàn hồi của da và giúp cái làn da của mình nó trẻ hóa rất là nhiều. Và ngoài cái tác dụng là trẻ hóa về của nhân sâm thì nhân sâm Canada cũng có vô vàn những lợi ích khác mà các anh chị có thể tư vấn cho khách hàng của mình, đó là nhân sâm Canada có thể hỗ trợ về sức khỏe tim mạch, có thể cải thiện về đường ruột và tiêu hóa, và đặc biệt là có thể cải thiện được bệnh tiểu đường, kiểm soát được bệnh tiểu đường, bởi vì trong nhân sâm Canada thì nó làm cho cải thiện cái chất lượng insulin và làm cho đường gluco nó vào máu, vì vậy là hỗ trợ cực kỳ tốt cho cái người mà bị bệnh đái tháo đường. Và nhân sâm cũng được chứng minh rằng có thể là ức chế cái cục máu đông cũng như là kích thích toàn bộ cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể, và đặc biệt là có thể giảm được mệt mỏi sau điều trị ung thư cũng như là điều trị các bệnh nền sau phẫu thuật. Và nhân sâm cũng có thể tăng cường sức đề kháng để làm giúp giảm phòng ngừa cảm cúm, cảm lạnh, hoặc nếu như trong trường hợp có bị thì nó cũng giúp chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn và vượt qua rất là nhanh. Nếu mà ví dụ bình thường nếu mà không sử dụng thì có thể 1-2 tuần mới khỏi dai dẳng, nhưng nếu mà mình sử dụng nhân sâm song song hàng ngày đều đặn thì thực sự là cái thời gian khi mà mình bị nó cũng sẽ giảm bớt rất là nhanh. Đây là điều có thể chứng thực được khi mà các anh chị có sử dụng nhân sâm. Và đặc biệt cái nhân sâm này nó hỗ trợ rất là tốt cho cái trí nhớ và tư duy, cũng như là cải thiện về cái thị lực và thính giác. Và nhân sâm Canada cũng như là nhân sâm Canon Vita nói chung có thể cải thiện được cái triệu chứng hậu mãn kinh, cũng như là bình thường hóa lại hệ thống nội tiết, đặc biệt là các chị em phụ nữ đã ở tuổi trung niên khi mà chu kỳ kinh nguyệt không có đều thì hoàn toàn có thể sử dụng nhân sâm để hỗ trợ điều hòa cái vòng kinh của mình, cũng như là giảm bớt các triệu chứng khó chịu khi bắt đầu mình vào cái giai đoạn mà tiền mãn kinh. Và một cái điều vô cùng tuyệt vời của nhân sâm Canon Vita là nó có thể hỗ trợ cho cái tình trạng tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ luôn. Và khi mà mình sử dụng nhân sâm đều đặn thì chắc chắn là ngoài cái việc khỏe mạnh cho cơ thể của mình trong toàn bộ các chức năng trong cơ thể của mình, thì các anh chị sẽ cảm nhận rõ rệt rất là tốt về cái hệ sinh sản của mình, nó được cải thiện vô cùng tốt. Và một cái điều nữa mà em có thể chia sẻ một chút cho với các chị em phụ nữ đối với lại các khách hàng mà đã sử dụng nhân sâm, đó là đặc biệt giảm rất là tốt cho cái tình trạng viêm nứa sau khi quan hệ đối với các chị em phụ nữ. Cái này là rất là nhiều các trường hợp các chị em mà gặp phải, và cũng rất là vấn đề khó nói khi mà mình nó cứ tái đi tái lại. Và cái vấn đề đó này là những anh chị nào có gia đình là vẫn phải đối mặt với nó. Tuy nhiên là nó gặp cái tình trạng như vậy thì khiến mọi người rất là khó chịu, và đôi khi sử dụng kháng sinh là nó nhờn luôn, bởi vì khi mà mình đặt thuốc thì nó cũng sẽ không có giảm được cái tình trạng đó. Tuy nhiên thì đối với một số khách hàng đã kiểm nghiệm thực tế đối với khách hàng của bên phát feedback lại đối với lại bên PDB Channeling rằng là khi mà sử dụng nhân sâm một thời gian khoảng từ vài tháng trở lên, và cái triệu chứng mà sau khi ngứa sau quan hệ là nó giảm hẳn luôn. Vì vậy là cái này nó cũng hỗ trợ rất là, ngoài hỗ trợ về cái chức tăng cường chức năng sinh lý cho cả nam và nữ, thì nếu mà các anh chị hoặc khách hàng nào mà có những cái vấn đề khó nói này thì có thể thử trải nghiệm nhân sâm thật từ Canada, và đặc biệt là hãy thử trải nghiệm cái dòng nhân sâm Canon Vita để có thể là chứng thực và feedback lại xem là những cái điều mà bên PDB đưa ra có đúng hay là không ạ. Và đây là em xin giới thiệu các dòng sản phẩm mà hiện đang phân phối trên Shopee của PDB Channeling. Và khi các anh chị lên app, như lúc nãy em có nghe thấy chị Sương đã hướng dẫn các anh chị rồi, thì các anh chị là đánh giúp em chữ Channeling, chữ Channeling vào, thì các anh chị sẽ tìm ra được tất cả những sản phẩm mà Channeling đang phân phối ở trên kệ Shopee. Đây là dòng sản phẩm nhân sâm củ khô, có cách quy cách đóng gói là hộp 200 gram.
hoặc là hộp 100 gram hoặc là dạng túi zip 100 gram tiện dụng. Và nhất là trong cái thời điểm mà cuối năm này, các anh chị có thể mua đặt hàng những cái hộp quà biếu quà tặng nó rất là sang trọng và đẹp thế này để mà mình đem biếu tặng đối tác khách hàng của mình. Hoặc là mình có thể tiết kiệm hơn thì mình có thể sử dụng cái dạng túi zip như thế này để sử dụng cho gia đình mình cũng vô cùng là tiện dụng. Và nhân sâm củ khô này mình có thể sử dụng để ngâm rượu này, hoặc là cắt lát ra để pha trà này, hoặc là để nấu ăn, để chưng yến, để cắt lát ra ngâm mật ong. Sâm khô cũng có thể ngâm mật ong được. Và những cái sản phẩm này thì là rất là dễ dàng để sử dụng. Khi mà các anh chị nếu mà cảm thấy nó hơi khó trong cái việc mà chưa biết sử dụng thế nào thì hoàn toàn có thể nhắn tin với PDB. PDB sẽ hỗ trợ các anh chị đưa những video, clip hay là hướng dẫn tận tình để anh chị có thể biết cách sử dụng cái nhân sâm làm sao cho nó phù hợp với từng cái đối tượng, cái mục đích của mình khi mà mình xuống sử dụng, cũng như là cái những cái cách bảo quản nhân sâm làm sao để cho nó được tốt nhất. Và cái những cái sản phẩm tiếp theo ở trên kệ Robby đó là sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Canon Vita. Thành phần chính ở bên trong là 100% bột nhân sâm đủ 5 năm tuổi từ Canada, được nghiền từ những củ nhân sâm lớn ra. Và đây là sản phẩm rất là tiện dụng để mỗi ngày mình có thể sử dụng 2 viên, mình mang đi bất kỳ đâu cũng được, và hỗ trợ rất là tốt cho những người mà muốn tập gym buổi sáng mình không có thời gian bận rộn này, hoặc là những anh chị bận rộn ở văn phòng không có thời gian để nấu ăn nấu nướng thì mình có thể mang sản phẩm này theo. Và cái sản phẩm cắt lát nhân sâm cắt lát ở bên Canon Vita cũng rất là thơm ngon, các anh chị có thể sử dụng 2-3 lát một ngày, mình ngâm vào bên trong bình giữ nhiệt, ủ vào và khi mà mình hết nước mình lại châm thêm, để đến 5 giờ chiều thì mình có thể ăn những cái lát nhân sâm này khi mà nó đã mềm ra. Và bên Canon Vita thì rất là hay có những cái chương trình khuyến mại gọi là tặng bình giữ nhiệt đấy, bình giữ nhiệt trị giá 699.000 cho các anh chị. Khi mà lên đơn trải nghiệm những cái dòng sản phẩm này thì nếu anh chị muốn trải nghiệm những cái bình giữ nhiệt thì hãy tham gia vào những lần Zoom tiếp theo, thì có thể là sẽ có những chương trình tặng quà, thì các anh chị có thể hoàn toàn pha những cái lát sâm này vào bên trong bình giữ nhiệt và mang đi rất là tiện dụng. Và cái sản phẩm cuối cùng ở trên kệ Robby đó là sản phẩm về mật ong nhân sâm. Đây là sản phẩm hỗ trợ rất là tốt cho những người bị bệnh tiểu đường, bị bệnh trào ngược dạ dày, cũng như là hỗ trợ chức năng sinh lý cho cả nam và nữ. Đặc biệt nhân sâm nói chung nó có rất là hiệu quả, rất là tốt đối với lại các hệ thống cơ quan ở trong cơ thể của con người. Và tùy theo cơ địa của mỗi người sẽ có cái sự mức độ cảm nhận nhanh hay chậm. Tuy nhiên thì các anh chị hãy thử cảm nhận một lần đi, hãy mua cái sản phẩm này về và cảm nhận trong vòng 1 tuần khi mà sử dụng, xem là sức khỏe của mình hay là sức khỏe của người thân, của gia đình của mình, xem nó có được cải thiện đặc biệt không. Và các sản phẩm của nhân sâm Canon Vita thì khuyến cáo sử dụng cho trẻ em từ 12 tuổi trở lên và không sử dụng cho bà bầu. Và những trường hợp nào mà đang sử dụng thuốc chống đông máu thì vui lòng tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Và cái sản phẩm mà hiện không có trên kệ Robby nhưng mà đang có tại showroom Canon Vita thì em cũng xin giới thiệu luôn để các anh chị, nếu trong trường hợp có khách hàng hoặc là bản thân muốn sử dụng thì có thể liên hệ để mà được tư vấn thêm. Đây là dòng sản phẩm tăng cường sinh lý nam giới, bao gồm 4 loại nhân sâm quý từ Canada, thì để hỗ trợ rất là tốt cho cái tăng cường chức năng sinh lý cho những anh mà có vấn đề về chức năng bản lĩnh đàn ông của mình. Và bên rượu nhân sâm thì bên showroom cũng có rất là nhiều những bình rượu nhân sâm đã ngâm được từ 1 năm rồi và rất thơm ngon, để làm phù hợp làm quà biếu quà tặng hoặc là mang về để mình có thể trưng tại nhà để cho đẹp. Thì nếu mà các anh chị có những cái thông tin về muốn tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm này thì có thể là gia nhập vào các nhóm group của bên Canon Vita để được tìm hiểu thêm. Và các sản phẩm này thì hiện tại chưa có trên kệ Robby, vì vậy là cũng là cái sản phẩm độc quyền của PDP Channeling. Và đây là một cái sản phẩm mới mà có thể trong thời gian sớm nhất là vào đầu tháng 11 thì sẽ lên kệ Robby, và bên em đang hoàn thiện những cái công đoạn cuối cùng. Đây là cái giai đoạn đang làm những thủ tục để trình bên Robby và được duyệt cái sản phẩm này lên kệ. Và cái sản phẩm này là sản phẩm cao sâm đặc, được chiết xuất hoàn toàn phần từ cái nhân sâm và để trở thành cái dạng cao đặc. Và mỗi buổi sáng thì mình chỉ cần một cái chút nhân sâm như này để hòa với nước ấm và cùng với là hoặc là thêm chút mật ong thôi, mình có thể sử dụng ngay và phù hợp cho những người nào không có thời gian để chế biến mà vẫn được muốn sử dụng cái dòng sản phẩm nhân sâm thật từ Canada. Và cái dạng phía bên phải là dạng
không đường và dạng mật ong, nhưng mà được đóng gói thành dạng uống luôn, uống trực tiếp luôn thành dạng gói như này, vô cùng tiện dụng để mình mang đi. Mục đích của Canon Vita khi sản xuất ra các dòng sản phẩm mới này thì cũng chỉ mong mong muốn là đưa cái dòng sản phẩm của nhân sâm Canon Vita đến gần hơn với tất cả mọi người, khi mà mọi người cảm thấy là không có thời gian để sử dụng nhân sâm, không có thời gian bất tiện để hòa hay nấu nướng, thì Canon Vita cũng mong muốn, cái mục đích mong muốn lớn nhất là đưa được sản phẩm với nhiều đối tượng mọi người dùng khác nhau hơn, để có thể mọi người được hưởng cái sản phẩm nhân sâm thật từ Canada với cái chất lượng tốt nhất, và cũng như là về cái giá thành tốt nhất và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy là cũng rất mong các anh chị trong thời gian tới sẽ ủng hộ và cũng như là giới thiệu thêm nhiều khách hàng được biết cái dòng sản phẩm mới của Canon Vita như này. Và em xin giới thiệu một chút về những cái hệ thống cửa hàng mà hiện tại bên Canon Vita hiện đã mở rồi. Đây và là cái ở quầy hàng của nhân sâm Canada nằm trong trung tâm siêu thị Vạn Hạnh Mall và được khai trương vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 mới đây nhất, thì đã khai trương cái quầy hàng rất là lớn ở trong Vạn Hạnh Mall để phù hợp cho mọi người có thể đi mua sắm tham quan ở khu vực này. Thì các anh chị hoàn toàn có thể mời khách hàng hoặc là tới tham quan trải nghiệm những cái dòng sản phẩm của Canon Vita tại đây. Nó nằm ở phường 12, quận 10. Và vào ngày 23 tháng 9 thì Canon Vita cũng khai trương một showroom ở khu vực phía Bắc để phục vụ các thị trường ở phía Bắc rất là dễ dàng đến tham quan trải nghiệm. Đây là một showroom lớn ở phía Bắc nằm ở 42 Trần Phú ở thành phố Hải Phòng, và ở phía Nam thì nằm ở số 9 đường số 9 khu dân cư ven sông. Và với hai cái đầu thuận tiện Nam Bắc thế này thì để phục vụ cho tất cả các đại anh chị đại lý lobby cũng như là các khách hàng của mình có nơi để tham quan, mua sắm để trải nghiệm các sản phẩm của nhân sâm Canon Vita. Và đây là quầy hàng, cửa hàng của nhân sâm nằm tại siêu thị Satramart 4 tháng 6 hiện đã mở rồi và phục vụ từ 7 giờ 30 sáng tới 22 giờ. Các anh chị nếu mà ở gần khu vực này thì có thể là qua đây để tham quan cũng như là mua sắm, để tiện dụng mình có thể đi kết hợp cùng với đi siêu thị luôn. Và đây là một cửa hàng nằm tại trung tâm thương mại Go Đà Nẵng, nằm ở trong cái hệ thống lớn của Bixi đấy ạ. Nó thuộc Go thì thuộc ở trong của Pixi luôn. Và quầy hàng này thì vừa mới được khai trương. Cửa hàng này được khai trương vào ngày 17 tháng 10, thì cách đây mấy ngày thôi, vì Đà Nẵng thì khá là mưa bão nên là cũng bị tạm hoãn cái thời gian này. Và toàn bộ các sản phẩm của nhân sâm Canon Vita thì đã được lên kệ ở trên đây rồi để phục vụ tất cả mọi người ở khu vực miền Trung có thể đến để tiện dụng, để mà mình tiện lợi để mà mình mua sắm. Và sắp tới thì Canon Vita sẽ mở một hai quầy hàng nữa trong thời gian khoảng từ giờ đến cuối năm, đó là tại Big C tại Biên Hòa Đồng Nai cũng như là tại Big C tại Mỹ Tho, và khi mà có thông tin mới thì bên em sẽ thông báo đến tất cả mọi người. Và em cũng xin kết thúc cái phần chia sẻ của ngày hôm nay ở đây. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe cũng như là ủng hộ nhân sâm Canon Vita trong những cái thời gian vừa qua. Và cũng em cũng xin nhắc lại một chút là hiện tại thì bên bên nhân sâm của Canon Vita mất tiếng em, mở tiếng lại em ơi. Sao tiếng mất tiêu rồi? Mọi người có nghe giống xương không? Xương sống nghe tiếng vậy? Rồi và như vậy thì cả nhà mình thấy tuyệt vời không cả nhà? Một cái phần mà ta mang nói về trẻ hóa trong nhân sâm ha. À hết nghe rồi, đúng rồi. Hình như mạng của ta mang bữa nay chập chờn nhưng mà cũng xong rồi. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ qua phần tiếp theo nha các anh chị. Đó, thì bây giờ các anh chị mình đó là nếu ở thành phố Hồ Chí Minh thì các anh chị có thể ghé Vạn Hạnh Mall, Satramart ha các anh chị, và ở Đà Nẵng thì Big C. Còn anh là chị nào ở Hải Phòng đến Hải Phòng ha, sắp tới thì có ở Đồng Nai nha các anh chị. Đó. Rồi bây giờ là mình sẽ vào trong cái phần mà làm video. Thì bây ở trong đây phòng Zoom các anh chị nào mình đã tuần rồi đã học rồi, nếu mà đã học rồi cho Xuân số 1 đi các anh chị. Để Xuân biết là tuần rồi các anh chị mình đã học rồi. Còn nếu mà anh chị nào mình chưa học thì cho Xuân số 0 đi các anh chị, để Xuân biết Xuân sẽ nói lại, bắt đầu mình sẽ nói lại cho các anh chị.
À số 0 nè. À có quá nhiều số 0 ha các anh chị. À và như vậy thì khi mà đi kinh doanh thì các anh chị mình có phải là gặp khó khăn gì cái vấn đề mà đăng bài không các anh chị? Các anh chị mình có gặp khó khăn không? Nếu mà có thì cho Sương số 1 đi các anh chị. Sương thấy nhiều số 0 quá. À các anh chị mình có thể comment cho Sương biết là các anh chị mình đang đến từ team của mentor nào không các anh chị? Rồi Sương thấy số 1 rồi. Các anh chị mình đến từ team của mentor nào, các anh chị mình sẽ cho cái tên của team mentor đó đi các anh chị. Hôm nay thì Sương thấy một cái phòng Zoom cũng rất là nhiều các anh chị luôn, 78 người rồi, mentor Thanh Nga nè, mentor Ngọc Ngân nè, mentor Mỹ Hiền, Titi, Đỗ Ánh. Còn nữa không các anh chị? À Thu Phương, mentor Mai Lan. À nói mới nói mentor Mai Lan làm video của bạn AI rất là xịn sò nha các anh chị. À mentor Thanh Nga, rồi hôm nay là hình như là đổi nhà của mentor Thanh Nga rất là nhiều luôn. À, trong team á, thì Sương biết mentor Thanh Nga đó là có mentor Vũ Tứ các anh chị. À đúng rồi, chị Soan là mentor Thanh Nga. Hình như là mentor Thanh Nga cũng là một cô giáo luôn, rất là giỏi luôn thì phải. Vừa rồi thì Sương cũng có nói là xin để về giao lưu với team của mentor Thanh Nga. À, nhưng mà đợt này thì mentor cũng hơi bận rồi. À, và như vậy thì bây giờ hôm nay các anh chị mình muốn là Sương sẽ nói lại cái phần tuần rồi không các anh chị? Nếu mà muốn thì các anh chị ghi chữ muốn đi các anh chị. Và hẳn nhiên nói lại cái phần tuần rồi á, Sương cũng sẽ hỗ trợ thêm cho các anh chị những cái phần mà update bữa nay nữa. À, còn nếu mà mình không kịp thì mình có thể qua buổi sau ha các anh chị. Rồi, nói kỹ luôn. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu mình triển ha. Bây giờ khi mà đi kinh doanh thì các anh chị đang gặp khó khăn là mình sẽ không làm được video. Mình không tự tin đúng không các anh chị? Có anh chị nào giống vậy không? À, các anh chị sẽ không tự tin để mình có thể ngồi là mình làm. Mình ví dụ như giống như Sương như vậy nè các anh chị. Hôm hè đó thì mình đang rất là rảnh rang luôn. À, nhưng mà cái thời gian sau này thì mình phải đi làm. À, mình không có thời gian để mình làm luôn. Khi mà các anh chị mình muốn quay video giống như Sương không? Buổi sáng Sương quay xong rồi là Sương biên tập chắc cũng phải 3-4 tiếng đó các anh chị. Tại vì mình làm xong cái mình thấy là cái mặt của mình chỗ này không được. Hoặc là cái miệng của mình nói nó hơi kỳ kỳ. Bắt đầu là mình bỏ cái đó xong mình quay lại. À, em không tự tin luôn, đúng rồi. Và như vậy á, thì chị Hạnh nói là chị Hạnh không tự tin. À, còn có anh chị nào nữa không các anh chị? Có anh chị nào mình đang gặp cái vấn đề khó khăn gì nữa? Không tự tin nè, mình ngại nè. Mình thấy mình nói chưa có giỏi nè. À, đây là cái nỗi mà gọi là nỗi chung ha các anh chị. Nỗi khổ chung của tất cả mọi người không tự tin, đúng rồi. Thật sự khi mà Sương ngồi chung với các anh chị, Sương đang nói là như thế này, các anh chị thấy Sương có tự tin không? À, cái thời gian mà trước khi vào rugby á, Sương cũng không tự tin đó các anh chị. Và thậm chí nhiều khi bây giờ mình quay video cũng vậy. À, nhiều lúc mình thấy mình cũng không tự tin nữa. Đó thì bây giờ đó là sẽ có một cái phần là công nghệ làm video bằng AI. À, nó là một cái công nghệ là hot rần rần luôn nha các anh chị. Chứ không phải là Sương nói đâu. À, tất cả những cái kênh trên TikTok á, là có những cái kênh người ta chỉ xây á, là trong vòng một tuần thôi. À, mà cái... À, cái lượt follow á là cái view á lên rất là cao luôn các anh chị. Đó, các anh chị chờ Sương chút xíu nha, Sương chia sẻ cái phần này. À, thì ở đây á, anh chị nào mình có khả năng tự tin thì mình cứ nói đi các anh chị. À, mình cứ làm đi. À, còn bây giờ á là Sương sẽ mở chia sẻ một cái video. Nếu mà đang ghi tóc cái gì. À, Sương chia sẻ một cái phần mà Sương đã làm ha. Nếu mà anh chị nào á mình vào trong cái group ha, các anh chị nhớ vào trong cái group của Vita nha các anh chị. À, thì trong cái group Vita đó Sương cũng có gửi một số cái phần mà Sương đã biên tập. Sương cũng không có nhiều thời gian đâu các anh chị. Thực sự là mình cũng không có nhiều thời gian đâu. Mình tranh thủ mình làm cái lúc nào mình rảnh thôi. Rồi mình làm nhiều khi á là nó cũng không có được chỉnh chu lắm. Nhưng mà Sương cũng thấy là các anh chị mình cũng thấy có cái sự đón nhận. À, anh chị nào mình chưa có biết cái group content đó thì mình vào trong cái group content này nha các anh chị. À, nhờ bên chỗ bạn Tâm An có thể gửi cái phần này ha. À, cái trong đây á, là cái content đó là mình làm thôi. Đây hôm qua thì Sương cũng làm một cái video á, nói về cái sản phẩm mà ngâm rượu nè các anh chị. Rượu sâm không chỉ tốt cho sức khỏe mà hiện nay còn được rất nhiều người sử dụng để trưng bày giúp cho các nhà thiên sang trọng hay làm quà biếu tặng cho người thân, bạn bè, xếp vào những dịp đến Tết. Để ngâm được một bình rượu sâm đẹp,
đa chuẩn người dùng cần xác định dung tính bình ngâm để có thể chọn mua những loại sâm đẹp, to hay nhỏ và trọng lượng bao nhiêu. Vậy 1 kg sâm tươi cần bao nhiêu lít rượu để ngâm? Hôm nay cùng mình tìm hiểu kỹ về vấn đề này để có được một bình rượu sâm đạt chuẩn nhất. Cách chọn sâm tươi ngâm rượu, yếu tố quyết định chất lượng của một bình rượu sâm có đạt chuẩn hay không rất nhiều vào việc lựa chọn. Các anh chị thấy cái phần Xuân chia sẻ không ta? Sao Xuân thấy nó không chạy ta? Nó có chạy không các anh chị ơi? Có không ta? Sao tự nhiên em ru hết trơn à? Không chị. Không chạy hả? Sao cái vẫn đang ở Zalo. À, vẫn ở Zalo hả? Ở Zalo. Rượu sâm không chỉ tốt cho sức khỏe mà hiện nay còn được rất nhiều người sử dụng để trưng bày giúp cho căn nhà thêm sang trọng hay làm quà biếu tặng cho người thân, bạn bè, xếp vào những dịp lễ Tết. Để ngâm được một bình rượu sâm đẹp, đa chuẩn người dùng cần xác định dung tích bình ngâm để có thể chọn mua đúng loại sâm đẹp, to hay nhỏ và trọng lượng bao nhiêu. Vậy 1 kg sâm tươi cần bao nhiêu lít rượu để ngâm? Hôm nay cùng mình tìm hiểu kỹ về vấn đề này để có được một bình rượu sâm đạt chuẩn nhất. Cách chọn sâm tươi ngâm rượu, yếu tố quyết định chất lượng của một bình rượu sâm có đạt chuẩn hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc lựa chọn sâm. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các loại sâm như sâm Triều Tiên, sâm Hàn Quốc, sâm Mỹ, sâm Canada. Nhưng mình chọn sâm Canada để ngâm rượu vì sâm Canada có tính mát, người cao huyết áp, tim mạch, tiểu đường đều dùng được. Nhân sâm tươi được trồng ở tây nam Ontario của Canada, một vùng nổi tiếng về sản xuất nhân sâm chất lượng cao. Ở nhà mình có nghe âm thanh không ta? Sâm 5 năm tuổi mang lại lượng dinh dưỡng dồi dào, trọng lượng từ 80g đến 150g một kg sâm ngâm bao nhiêu lít rượu. Tỷ lệ ngâm sâm cũng rất quan trọng, vì vậy nếu bạn ngâm không đúng tỷ lệ thì có thể dẫn đến rượu sâm bị nhạt hoặc không thơm ngon. Vì thế tỷ lệ ngâm giữa trọng lượng sâm và dung tích rượu phải phù hợp. Ngoài ra, việc lựa chọn bình ngâm cũng rất quan trọng. Thông thường, khi ngâm rượu sâm, tỷ lệ chuẩn sẽ là 100 ml sâm tương ứng với 1 lít rượu. Như vậy mỗi kg sâm tươi, người dùng có thể ngâm với 10 lít rượu nếp trắng ngon nguyên chất. Như vậy, tùy vào cách bạn chọn kích thước bình ngâm để điều chỉnh tỷ lệ phù hợp và sở hữu ngay cho mình bình rượu sâm quý đẹp đạt chuẩn. Bạn ngâm khoảng 3 tháng là có thể sử dụng. Thời gian này đủ cho hàm lượng các dưỡng chất có trong củ nhân sâm được hòa tan vào rượu. Ngâm càng lâu thì càng dưỡng chất trong sâm tiết ra càng nhiều và rượu lại có màu vàng óng rất đẹp. Chúc bạn ngâm được một bình rượu sâm Canada quý để đãi khách dịp lễ Tết này. Rồi và như vậy thì cả nhà mình đã nghe là cái anh này, thực ra là cái phần này cũng đơn giản cả nhà. À, ở trong đây có cái anh Khoa nè, anh Khoa anh nói anh đã làm được cái công nghệ AI rồi nè. À, có phải mua phần mềm gì không? Thực ra là Xuân đang xài Ri hết cả nhà. Chỉ có một cái là cái giọng của cái anh này là một cái giọng của anh Khôi ha, cái anh này là cái giọng của mà người Hà Nội các anh chị đó. Cái giọng của anh Khôi này thì Sương là chọn một cái phần mềm VB, thì Sương đang có tốn phí các anh chị, còn tất cả lại là Sương đang xài Ri hết. Còn nếu mà các anh chị mình là không muốn cái giọng mà nó hay nó đẹp thì mình vẫn xài Ri được các anh chị đó. Ví dụ như hôm trước là Sương cũng gửi cho các anh chị mình nghe một cái video mà giọng nó hơi cứng đơ á, thì cái đó là mình phải chịu khó thôi. Cái nào có tiền thì nó phải hay hơn chút xíu. Đó, và như vậy thì bạn anh Khoa có ở đây không bạn? Bạn đã làm được cái video chưa? Bạn có làm được cái video thì bạn có thể giơ tay lên để mà chia sẻ ha. Cái VB này ở cuối chương trình nha, để tại vì là bây giờ mình sẽ nói nha. Chứ bây giờ là ngồi ra quảng cáo thì cũng hơi kỳ các anh chị. Đây bây giờ là cái hình vừa rồi các anh chị thấy là đó là một cái công nghệ AI. Mà Sương làm thì mỗi ngày mình làm cái level của mình nó sẽ lên chút xíu các anh chị. Chứ đây nè, có một cái này là của một cái bạn là Phan Linh, bạn Phan Di Linh, hình như bạn làm cái này, bữa bạn gửi cho Sương nè. Những dưỡng chất cần thiết cho trẻ sơ sinh. Một số dưỡng chất cần thiết cho trẻ sơ sinh: protein. Protein giúp xây dựng các tế bào mới trong cơ thể và hỗ trợ sự phát triển của cơ bắp và mô tế bào. Sữa mẹ hoặc sữa công thức thường chứa đủ lượng protein cần thiết cho trẻ sơ sinh. Carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể. Sữa mẹ và sữa công thức cung cấp các loại carbohydrate phù hợp cho trẻ sơ sinh. Chất béo là nguồn năng lượng quan trọng và hỗ trợ sự phát triển của não, mắt và hệ thần kinh. Sữa mẹ chứa chất béo cần thiết
và sữa công thức được thiết kế để cung cấp chất béo tương tự. Vitamin và khoáng chất. Các vitamin và khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển xương, xây dựng hệ thống miễn dịch và duy trì sức khỏe tổng thể. Sữa mẹ chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng và các sản phẩm sữa công thức thường được bổ sung thêm. Sắt. Sắt là một khoáng chất quan trọng để tránh thiếu máu. Trẻ sơ sinh thường được cung cấp sắt qua sữa mẹ hoặc sữa công thức và sau khi trẻ bắt đầu ăn thức ăn cố định, thì thực phẩm giàu sắt như thịt, ngũ cốc lành mạnh và rau xanh nên được bổ sung vào chế độ ăn dần dần. DHA và ARA, đây là hai loại axit béo omega 3 quan trọng cho phát triển não bộ và thị lực. Chúng thường được bổ sung vào sữa công thức. Chất xơ hỗ trợ sự phát triển của hệ tiêu hóa và giúp tránh tình trạng táo bón. Trẻ sơ sinh thường không cần chất xơ bổ sung trong ăn uống, nhưng khi trẻ bắt đầu ăn thức ăn cố định, thì việc cung cấp thức ăn giàu chất xơ như rau và trái cây là quan trọng. Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể cho con bú bằng sữa mẹ, sữa công thức cũng cung cấp đủ các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển của trẻ sơ sinh. Rồi, cả nhà mình thấy hay không? Đây là cái video của bạn Phan Duy Linh ha. Bạn cũng học cái lớp chuyên sâu rồi. Thực ra đó là bạn làm cũng được nhiều đó. Rồi một bài nữa, để Sương sẽ gửi một bài nữa của anh Trịnh Trung. Anh Trịnh Trung anh gửi cho Sương nè. Đây, cái này á, là anh Trịnh Trung anh làm nè. Quản lý thời gian hiệu quả là một kỹ năng quan trọng để tối ưu hóa năng suất và cải thiện chất lượng cuộc sống. Dưới đây là một số cách bạn có thể thử để quản lý thời gian của mình hiệu quả hơn. Lập kế hoạch hàng ngày, bắt đầu mỗi ngày bằng việc tạo một danh sách công việc cần làm. Ưu tiên các công việc quan trọng và cố gắng hoàn thành chúng trước. Ưu tiên công việc quan trọng, sử dụng nguyên tắc 80-20, nguyên tắc Pareto để tập trung vào 20% công việc quan trọng nhất tạo ra 80% giá trị. Điều này giúp bạn tập trung vào những công việc có tầm quan trọng cao nhất. Sử dụng kỹ thuật Pomodoro, sử dụng kỹ thuật Pomodoro để làm việc theo chu kỳ. Công việc được chia thành khoảng thời gian ngắn, thường 25 phút với 5 phút nghỉ giữa các chu kỳ. Kỹ thuật này giúp tăng sự tập trung và năng suất. Loại bỏ sao nhãng, các thông báo điện thoại, email và các yếu tố gây sao nhãng khác trong thời gian làm việc để tập trung hoàn toàn vào công việc. Sử dụng công cụ quản lý thời gian, sử dụng các ứng dụng và công cụ quản lý thời gian như Google Calendar, Todoist, Trello hay Asana để theo dõi và quản lý công việc. Học cách nói không, đôi khi việc từ chối thêm công việc mới hoặc lời mời tham gia các hoạt động không cần thiết là cách để giữ thời gian của bạn dành cho những việc quan trọng hơn. Tập thực hiện tự quản lý, học cách tự quản lý và tự động hóa một số công việc. Sử dụng các công cụ tự động hóa như Jabi để giúp bạn tiết kiệm thời gian. Xem xét và điều chỉnh, thường xuyên xem xét cách bạn sử dụng thời gian và điều chỉnh kế hoạch của mình dựa trên kết quả và kinh nghiệm học được. Học cách thư giãn, đảm bảo có thời gian cho việc thư giãn và tái nạp năng lượng. Việc này có thể giúp bạn tăng cường sự tập trung và năng suất khi làm việc. Điều chỉnh dựa trên ưu tiên cá nhân, mỗi người có cách quản lý thời gian riêng. Hãy điều chỉnh phương pháp của bạn để phù hợp với ưu tiên và mục tiêu cá nhân. Quản lý thời gian hiệu quả đòi hỏi ý thức và thực hành liên tục. Hãy thử nhiều phương pháp khác nhau để xem cái nào phù hợp với bạn nhất và điều chỉnh theo thời gian. Rồi, cả nhà mình thấy đơn giản không các anh chị? Mình thấy cũng dễ dàng ha. Đây là mọi người đều làm được chứ không phải là mình Sương. Đó. Rồi thậm chí là bây giờ trong đây có anh Trần Văn Khoa nè. Đó, anh Trần Văn Khoa anh cũng vừa gửi cho Sương nè. Sương cũng đã đang cầm trên tay là có cái phần của ảnh đã gửi cho Sương luôn. Bây giờ Sương sẽ mở cái phần của ảnh cho cả nhà mình nhìn nha. Rồi bắt đầu mình sẽ vào ha các anh chị mình vào bài học. New share. Anh Khoa là anh làm là cái này cũng nhiều, cái lượt follow của anh này ảnh cũng cao các anh chị, và cái này hình như là được 6.000 mấy luôn. Các anh chị chờ Sương chút xíu nha. Wow.
Cái gói mà các anh chị mà tạo ra tiếng thì cái VB nó cũng không có bao nhiêu tiền các anh chị. Thực sự là xin thấy mình cũng chờ Xuân chút xíu nha. Chuyển đổi nhiều quá các anh chị cũng sẽ chóng mặt. Nhưng mà Xuân muốn mở cho cả nhà mình nhìn đó là bản thân Xuân cũng làm và mọi người cũng làm được chứ không phải là bản thân một mình làm không các anh chị. Hôm nay mình cứ bấm lộn vô mấy cái sau khi mà chia sẻ mấy cái này á các anh chị nó cứ chạy 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 tùm lum hết trơn. Rồi đun nước nóng, bạn đã có ngay thần dược chỉ hơn 10 các loại bệnh, cách làm xung tiêu như sau. Hãy cho tôi xin một tim và follow để có nhiều động lực ra video mới nhé. Hãy chuẩn bị từ 0,5 đến 1 cân xung, cắt bỏ nhốn, ngâm qua nước muối và để ráo nước. Cắt thành những lát mỏng, cho lên chảo đảo liên tục khi xung khô sắc cùng với 1 lít nước. Chia làm nhiều lần uống trong ngày, sử dụng chứa rất nhiều các loại bệnh. Thứ nhất là chứa viêm họng, ho khan, thứ hai là chữa hen phế quản, thứ ba là giảm cân và giảm lượng cho cholesterol xấu, thứ bốn là dành cho người bị viêm ngược dạ dày đại tràng, thứ năm là dành cho những người bị tỳ vị hư nhược, người hay bị rối loạn hệ tiêu hóa, thứ sáu là chữa táo bón, thứ bảy là rất tốt cho những người tiểu đường giúp ổn định đổ huyết trong máu, thứ tám là lợi sữa cho phụ nữ sau sinh, thứ chín là giúp hạ huyết áp, thứ mười là những người bị mụn nhọt lở loét, 11 là trị chứng đau đầu và hay quên, 12 là giúp giảm cân hiệu quả, thứ 13 đó là ngăn ngừa ung thư. Theo phân tích của Đại học của Mỹ chỉ ra rằng những dưỡng chất có trong quả sung như pectin, coumarin, beta carotene và nhiều các vi lượng khác giúp giảm lượng cho cholesterol trong máu, từ đó là ngăn ngừa ung thư vú, đái tháo đường, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư ruột kết. Mong rằng với những chia sẻ này, cửa mẹo dân g i a n việt n a m mọi người đã biết thêm được một thứ nước uống lại rất nhiều với giá trị cho sức khỏe. Rồi các anh chị mình thấy rồi ha, đây á là một cái kênh TikTok, kênh này tên là mẹo dân gian Việt Nam, à, và cái video này của anh này á là tới 6.654 53 lượt xem luôn các anh chị. Tôi xin thoát cái chỗ này ra một cái rồi Xuân sẽ ấy rồi. Stop share. Cả nhà mình thấy hay không các anh chị? À anh Khoa này á là đây. Hôm nay thì các anh chị mình, anh Khoa lần đầu tiên vào trong Zoom của Canadian Vita ha anh? Anh đến từ team mentor nào anh ơi? Anh đến từ team mentor nào mình có thể giao lưu? Đây, Xuân sẽ mở cái TikTok của cái anh này lên cho các anh chị mình mới nghe xong đó. À, 6.653 lượt xem nè. À, anh chị mình thấy mới xem đó. Đó và anh này anh cũng làm ở bên đây, anh sẽ đang nói về cái chủ đề là mẹo tan máu đông. À. Và những cái chủ đề á, thực sự á, khi mà các anh chị mình làm về sức khỏe, các anh chị mình nên đi những cái chủ đề mình trao giá trị như thế này. Để Xuân coi thử anh này anh đã bán được cái sản phẩm gì. À, anh đang làm affiliate các anh chị. Anh đang làm affiliate ha. Sau buổi này anh Khoa kết nối Zalo với Xuân nha. Thấy anh đang làm rất là nhiều luôn nè, cũng có một số kênh nè, có một số video nè, nó cũng đã lên xu hướng nè, 6.653 đó. Rồi bắt đầu mình sẽ vào để mình sẽ học cái phần Xuân sẽ chia sẻ cho các anh chị mình nha. Nếu mà các anh chị mình làm quen á, thì mình sẽ làm trong vòng khoảng 30 phút đến 1 tiếng ha, các anh chị là mình sẽ làm xong ha. À bắt cóc ảnh đi à. Anh Khoa ơi mình có thể lên mình giao lưu chia sẻ chút xíu được không anh Khoa? Giơ tay đi anh Khoa. Mình lên mình giao lưu chia sẻ chút xíu đi. Thực ra là hôm nay á, cái Zoom này á, là Xuân cũng muốn chia sẻ không phải riêng á, với các anh chị mình trong Robby. À, mà Xuân cũng công bố cái đường link ra bên ngoài để cho một số anh chị nào mình muốn học. À, thì các anh chị mình cứ vào thôi. Trên phương châm thì bữa nay là một cái buổi mình sẽ học để cùng giao lưu. À, ví dụ như á, hôm nay các anh chị mình ngồi phòng Zoom này, các anh chị chưa phải là
đối tác của Ruby. À, thì Sương vẫn cho các anh chị mình vào học nên mình cũng đừng ngại ngùng gì hết các anh chị. À, đầu tiên các anh chị mình chưa biết Ruby là gì thì sau đó bữa hôm sau bữa nay các anh chị muốn kinh doanh cùng với Ruby thì các anh chị cứ tham gia vào với Sương. À, các anh chị cứ tham gia vào với Sương ha. À, cho em vào với hả? Hay là bây giờ Sương lập một cái team ra các anh chị mình cùng làm video cùng với Sương làm video AI. À, và với một cái này thì thực sự là Sương cũng không có thời gian nhiều để hỗ trợ các anh chị đâu. À, nhưng mà mình có thể lập ra một cái team để mà tất cả mọi người có đam mê, ai thích đó làm video bằng AI á, thì mình có thể trao đổi, mình chia sẻ với nhau. Được không các anh chị? Nếu mà các anh chị đồng ý thì cho Sương số 1. Sương sẽ lập ra một cái team luôn. Đó, và vô đây thì các anh chị mình sẽ cùng học. Rồi anh chị nào mình có những kiến thức gì các anh chị mình có thể chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau. À, rồi Sương sẽ tạo một cái group. Còn Sương thấy rất là nhiều số 1 rồi. Đó, và ở đây có một cái điều như thế này. Khi các anh chị mình đang ngồi ở cái phòng Zoom của Canadian Vita, BDB Zenlin, thì Sương có một cái điều kiện nho nhỏ là các anh chị sẽ làm video về sức khỏe. Về sức khỏe nha các anh chị. Và ít nhất là trong một cái phần đó thì một tuần các anh chị cũng phải làm một ít nhất cũng phải một cái video nói về sản phẩm sâm của Canadian Vita. Nếu mà các anh chị đồng ý thì Sương tạo group. Tại vì là khi mà Sương ngồi đây Sương chia sẻ cho các anh chị là Sương đang là nói về cái BDB của Zenlin, chứ mình không thể nói về cái sản phẩm khác được. Và trong cái quá trình đó thì các anh chị có thể làm những sản phẩm khác cũng được. Các anh chị có thể làm về gia dụng, về thế giới lọc nước, làm về mẹ và bé cũng được hết các anh chị, thoải mái. Tại vì nếu mà nói về chuyên môn là điện, điện tử với thế giới lọc nước, có vẻ là Sương là sẽ là một trong những người Sương lại thích cái mảng kỹ thuật hơn. Còn khi mà nói về cái mảng sức khỏe này thì mình vẫn còn, mình chưa có tự tin lắm các anh chị, mặc dù mình cũng đã học, đang học và đồng hành với cái mảng sức khỏe. Nên là Sương tin chắc là các anh chị mình là đang ngồi đây thì có thể là một trong những cái người là yêu quý cái nhà BDB Zenlin. Thì Sương sẽ tạo một cái group để các anh chị mình cùng làm. Và với điều kiện là các anh chị mỗi ngày thì các anh chị không làm được, như một tuần các anh chị cũng gửi cho Sương ba cái video. Thì trong đó thì có thể là những người giống như anh Khoa nè, anh Trịnh Trung nè, hay Di Linh nè, hay là bạn Đàm Liên á, bạn cũng đang làm nó rất là tốt luôn. Thì mình sẽ cùng chia sẻ, hoặc là bạn Hoàng Thảo. Thảo nói chị chỉ em chỗ này chỗ kia chỗ nọ, thật sự là cũng không có thời gian, mà sau khi mình rảnh thì tự nhiên mình quên mất tiêu luôn, tới chừng bạn nhắn lại thì cái lúc mà đang trên lớp thì mình không có cầm cái điện thoại ra được các anh chị. Rồi vậy chút xíu Sương sẽ tạo một cái group ha. Sương sẽ tạo một cái group để Sương mời các anh chị vào. Và hồi nãy có anh chị nào mà đang nói về cái VB á, thì tốn phí nó là bao nhiêu. Cái VB á, nếu mà các anh chị mình xài á, thì hiện thời á, là một ngày nó sẽ cho các anh chị là xài 3.000 ký tự các anh chị. Nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì nó có cái giọng của MC Ngọc Quyền. Khi mà các anh chị mình xài á, bán 6 tháng rồi Sương ơi. Anh Hùng hả ta? Anh Hùng nói sao Sương không hiểu. Đây Sương tạo ra một cái group này á, là VB. VB có nghĩa là các anh chị mình á, là anh chị nào á, là mình có thể sử dụng cái giọng của con AI cũng được. Còn nếu mà anh chị nào mình muốn sử dụng cái giọng của VB á, thì các anh chị join cái group nào đây và mình sẽ cùng nhau là làm video về AI luôn. Đó, các anh chị làm cái chủ đề tổng hợp cũng được. Và Sương là mở một cái Zoom ra thì Sương cũng muốn tất cả mọi người là trên group AI cũng học hết, không riêng gì cái sản phẩm về sức khỏe. Thì các anh chị ngồi ở đây, các anh chị cũng có thể làm về gia dụng. Và trên phương châm thì Sương nói là các anh chị nếu mà mình nói về sản phẩm để bán hàng không thì nó sẽ rất là khó. Mình cứ trao giá trị thì các anh chị mình sẽ lên xu hướng, rồi sau đó các anh chị mình muốn bán cái gì đó bán. Cái của VB này hình như là một tháng của nó là 200 mấy đó các anh chị. Cái gói của nó 200 mấy, nó đang có cái chương trình giảm đó. Các anh chị muốn đăng ký thì có gì đó là các anh chị tham gia vào đây rồi Sương sẽ gửi cái đường link. Còn tạm thời mình chưa có kinh phí thì các anh chị mình cứ xài đi. Một ngày mình sẽ xài khoảng 3.000 từ và Sương là sao cũng không có khuyến khích các anh chị mình mua. Nếu mà mình chưa có làm chuyên nghiệp, mình chưa kiếm ra tiền. Còn nếu như mà cái kênh của các anh chị mà làm ra kiếm ra tiền giống như là mình có được tiền thì mình bỏ ra một ngày mình có 10.000 mình có tiếc không các anh chị? Đâu có nhiều đâu đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần mà Sương cần show ra cái phần chia sẻ cho các anh chị mình làm nha. Đầu tiên các anh chị mình đã có cái phần ChatGPT chưa? Có anh chị nào chưa có tài khoản ChatGPT? Anh chị nào chưa có tài khoản ChatGPT thì cho Sương số 0 đi các anh chị.
Còn anh chị nào có tài khoản ChatGPT rồi thì cho xin số 1. À, các anh chị nào chưa có thì các anh chị join vào cái group cứ VIP đó đi, có gì Sương sẽ hỗ trợ sao. À, có nhiều anh chị hỏi Sương, ủa sao cứ tạo ra nhiều group. Có một điều như thế này các anh chị, có những anh chị là các anh chị thấy 1.000 người trong cái group của Vita đó,